những món ăn đắt đỏ nhất thế giới. Với giá tiền lên tới hàng chục, thậm chí cả triệu đô la, những món ăn này thể hiện sự sáng tạo của con người, nhưng hiếm ai có cơ hội được thưởng thức. Nấm Matsutake, 1.000 đô la Mỹ trên 1 kg, tương đương 22 triệu đồng. Nấm Matsutake hay Matache là một trong những loại nấm đắt nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Loại nấm này được tìm thấy ở châu Á, Bắc Mỹ, châu Âu, tập trung tại các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, v.v. nhưng nhiều nhất là tại Nhật Bản. Việc thu hoạch rất đơn giản, nhưng để tìm được chúng lại rất khó khăn, bởi chúng bị lấp dưới lớp lá rụng ở nền rừng. Mỗi năm, nước Nhật thu được khoảng 1.000 tấn nấm này. Bít tết bò Wagyu ở nhà hàng Kraft Steak, 2.800 đô la trên suất, tương đương 61 triệu đồng. Thịt bò Wagyu là một trong những loại thực phẩm đắt đỏ nhất thế giới, với thành phần thịt chứa tỷ lệ cao các axit béo omega 6 và omega 3. Loại bò này được nuôi ở Kobe, Nhật Bản bằng các phương pháp đặc biệt như uống bia, nghe nhạc, massage thường xuyên để đảm bảo sự ôn hòa. Một phần bít tết bò Wagyu ở nhà hàng Kraft Steak đã từng được bán với giá 2.800 đô la Mỹ. Kari Samudari Khazana, nhà hàng Bombay Rasia, 3.200 đô la trên suất, tương đương 70 triệu đồng. Giống như một cách ăn mừng cho chiến thắng của bộ phim Triệu Phú Của Ổ Chuột, nhà hàng Bombay Rasia đã tạo ra một món curry đặc biệt như chỉ dành cho người chiến thắng chương trình Ai Là Triệu Phú, bao gồm của Devon, nấm trắng, trứng cá muối beluga giáp vàng lá. Ngoài ra còn có tôm hùm Scotland, phủ vàng, bao ngư cùng rất nhiều trứng cá. Pizza Royal 007 Coro Bếp Domenico Corolla, 4.200 đô la trên chiếc, tương đương 92 triệu đồng. Domenico Corolla là một đầu bếp người Scotland nổi tiếng trong việc sáng tạo các nguyên liệu cho món bánh pizza. Ông quyết định tạo ra một chiếc bánh pizza Royal 007 theo bộ phim Chàng Điệp Viên Lừng Danh, với tôm hùm ướp rượu cô nhắc, trứng cá muối ngâm rượu sâm banh, cá hồi hun gói Scotland, vân vân. Trên hết, bề mặt còn được rắc vàng lá 24 carat. Tuy nhiên, chiếc bánh chỉ dùng để trưng bày. Phở Anchi 5.000 đô la, tương đương 111 triệu đồng. Lợi nhuận thu được từ món ăn này sẽ được nhà hàng House of An ở California quyên góp cho quỹ từ thiện xây bệnh viện cho trẻ em. Trong bát phở Anchi gồm có gan ngỗng luộc, thịt bò Wagyu A5, loại bò Kobe cao cấp nhất và nấm A3. Đặc biệt, sợi phở phân tử, đồ ăn biến đổi nhờ ảnh hưởng của vật lý và hóa học, nấu cùng tôm hùm xanh quý hiếm. Saffron nhụy hoa nghệ Tây. Saffron hay còn gọi là nhụy hoa nghệ Tây là một trong những gia vị Ấn Độ được xưng là quý hiếm và hào hạng nhất thế giới. Để tinh luyện ra 450g saffron, người ta cần dùng 75.000 bông hoa nghệ Tây. Vì vậy, giá bán của 500g saffron lên tới 5.500 đô la Mỹ, khoảng hơn 120 triệu đồng. Dưa hấu đen Densuke 6.100 đô la trên 7,5 kg, tương đương 134 triệu đồng. Dưa hấu đen Densuke là vật phẩm quý hiếm chỉ được trồng ở đảo Hokkaido, Nhật. Mỗi lần thu hoạch chỉ thu được vài chục quả. Điều làm nên sự đặc biệt và mức giá trên trời của loại dưa này nằm ở lớp vỏ cứng và sắc nét một cách hoàn hảo, cùng độ ngọt tuyệt mỹ có 102. Một quả dưa có trọng lượng 7,5-8 kg có giá khoảng 6.100 đô la Mỹ. Ly cốc tai 12.000 đô la, tương đương 264 triệu đồng. Hãy tưởng tượng giữa những ngày mùa hè, nằm dài trên bờ biển và nhấm nháp một ly cốc tai hấp dẫn thì tuyệt vời thế nào. Những người giàu có đủ khả năng để nếm loại cốc tai đắt nhất thế giới có lẽ còn có trải nghiệm tuyệt vời hơn nữa. Ly cốc tai đắt nhất thế giới có giá 12.000 đô la Mỹ, được sáng chế tại Club 23, Melbourne, Úc. Người pha chế phải mất tổng cộng 2 ngày để pha chế và trang trí xong ly cốc tai có tên Winston từ các siêu nguyên liệu như rượu hảo hạng Grand Marnier, rượu Chartreuse, một chút rượu đắng Angostura Bitter và rượu Croisette xuất xứ từ năm 1858, với giá mỗi chai lên đến 99.000 bảng Anh, hạt nhục đậu khấu, tinh chất hoa hồng, dừa, vân vân. Ăn sushi trên người gái quần trinh ở Nhật. Ở Nhật Bản, để có thể thưởng thức một bữa tiệc sushi trên người mẫu quả thân, thực khách phải bỏ ra 1 triệu yên, tương đương 271 triệu đồng Việt Nam. Để phục vụ bữa sushi có giá triệu yên Nhật, khoảng 271 triệu đồng, những cô gái được chọn làm bàn tiệc bắt buộc phải là trinh nữ để đảm bảo sự tinh khiết và sạch sẽ cho món ăn được bày trên cơ thể. Họ được gọi chung với tên geisha hay kỹ nữ. Hơn nữa, các kỹ nữ còn phải xinh đẹp và đặc biệt có thân hình siêu chuẩn. Bữa ăn trên thân thể phụ nữ được mang tên Neo Tamari. Bất kỳ cô gái nào muốn trở thành geisha đều phải học rất nhiều kỹ năng, đàn dây, cắm hoa, thư pháp, ca múa, trà đạo, trang điểm và giao tiếp, vân vân. Ngoài ra, để học được Neo Tamari, geisha phải trải qua một quá trình tập luyện đầy khó khăn. Các cô phải nằm hoàn toàn bất động trong vòng 4 tiếng đồng hồ
người ta sẽ đặt 6 quả trứng tại 6 điểm khác nhau trên cơ thể. Trong khoảng thời gian này, người giám sát sẽ nhiều lần thử độ phản ứng của các cô bằng cách thả một cục đá trên bất kỳ điểm nào trên cơ thể. Nếu bất kỳ quả trứng nào nhúc nhích, sẽ làm lại từ đầu. Trước khi bắt đầu một ca phục vụ Neo Tamari, Geisha sẽ phải đi tắm quan sát nhiều lần. Người ta bày sushi trên cơ thể theo nhiều cách khác nhau. Các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể sẽ được che bằng cánh hoa hoặc lá cây, tóc không cuốn gọn mà xõa trên nền nhà. Nhiệt độ trong phòng giảm bớt để không làm sushi ấm dần vì chúng sẽ được bày trực tiếp lên da của Geisha. Hình thức này từng gặp sự phản đối dữ dội ở các nước phương Tây. Họ cho đây là một phong tục hủ lậu, hạ thấp nhân phẩm người phụ nữ. Một nhà hàng Trung Quốc đã từng phạt tiền vì đưa ra hình thức này vào thực đơn. Đồng thời chính phủ Trung Quốc cũng ra lệnh cấm body sushi. Nhưng ở Nhật, hình thức body sushi vẫn xuất hiện ở một số nhà hàng tại Tokyo, Osaka, v.v. Dưa lưới Jabari, 22.872 đô la, tương đương 503 triệu đồng. Tuy có vẻ hình thức tương tự, nhưng đây không phải loại dưa lưới thông thường mà bạn có thể tìm thấy trong các siêu thị. Dưa lưới Jabari nhiều khi chỉ được bán bằng hình thức đấu giá bởi những khách hàng quá mê mẩn độ ngọt lý tưởng của loại dưa này. Một doanh nhân giàu có, sở hữu nhiều chuỗi nhà hàng đã trở nên nổi tiếng khi từng đấu giá thành công một quả dưa Jabari với giá 22.872 đô la Mỹ. Bánh Frozen Holt, 25.000 đô la, tương đương 550 triệu đồng. Thành phần của món bánh này có sự pha trộn của 28 loại bột, coca, cacao ngon nhất lấy từ 14 quốc gia, một lớp kem trứng phủ ở trên, nấm tiếp la, madeleine và 5g vàng 24 carat xoay nhuyễn. Với những nguyên liệu như vậy, món bánh này trị giá 25.000 đô la Mỹ, tương đương 550 triệu đồng. Món bánh này được phục vụ bằng cốc pha lê phủ vàng có thể ăn được, chân cốc là vòng tay bằng vàng, nạm kim cương. Trứng cá muối Anmas, 25.000 đô la trên hộp, tương đương 550 triệu đồng. Trứng cá muối Anmas là một mặt hàng cực kỳ quý hiếm từ Iran. Trứng cá muối đã là một món đắt đỏ, trứng cá muối Anmas lại càng đắt đỏ hơn bởi độ khan hiếm của nó. Chỉ có một cửa hàng hiện nay bán loại thực phẩm này là Caviar House and Brunier ở Piccadilly, London. Mỗi kg trứng cá muối được đặt trong một hộp làm bằng vàng 24 carat với giá bán là 25.000 đô la. Nếu bạn chỉ muốn thưởng thức cho biết hương vị của chúng, có thể chọn một hộp nhỏ với giá bán 1.250 đô la. Bánh calorie bằng vàng 2.600 đô la, tương đương 572 triệu đồng. Bếp trưởng Jasper Mirabile đã tạo ra chiếc bánh calorie mạ vàng đắt nhất thế giới. Chiếc bánh này kèm theo một chiếc vòng cổ kim cương và rượu vang loại Louis Joerer Cristal 1999. Bánh pudding Faberg 34.500 đô la Mỹ, tương đương 760 triệu đồng. Nếu bạn vẫn nghĩ pudding chỉ là một món ăn đơn giản và rẻ tiền, bạn sẽ nghĩ lại khi biết món bánh pudding dành cho giới siêu giàu có giá bằng một chiếc ô tô. Pudding Faberg được tạo hình như một quả trứng phục sinh và bọc trong lá vàng, được tạo nên bởi các nguyên liệu cực kỳ đắt đỏ như sâm banh, trứng cá muối, một viên kim cương 2 carat, rắc vàng ăn được. Đương nhiên, giá của nó cũng chẳng mềm mại như những chiếc pudding bình thường mà nó có giá 34.500 đô la Mỹ. Nước suối Aquagy Cristallo, 1,3 tỷ đồng. Nếu bạn nghĩ rằng vài chục nghìn đã là quá đắt đối với một chai nước, vậy giá 1,3 tỷ đồng có khiến bạn ngất lên ngất xuống không? Sản phẩm này được trao kỷ lục cho chai nước đắt tiền nhất thế giới, làm từ suối ở đảo Fiji, Pháp và nước dòng sông băng Iceland. Trộn với 5mg bụi vàng, riêng vỏ chai cũng được làm từ vàng 24 carat, thiết kế bởi Verace, dựa trên một tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ Ý Amedeo Modigliani. Bánh bạch kim trị giá 130.000 đô la, tương đương 2,86 tỷ đồng. Đây là món bánh mà đầu bếp người Nhật Nobuya Ikara sáng tạo dành cho một bữa tiệc cưới. Được trang trí với lớp kem trắng với dây chuyền bạch kim, mặt dây chuyền và các vật cài để trang trí thêm bắt mắt cùng những mảnh bạch kim ăn được. Ikara sáng tạo chiếc bánh này dành tặng những người phụ nữ nổi tiếng ở Nhật và hy vọng có thể khuyến khích mọi người đeo trang sức bằng kim cương nhiều hơn. Chiếc bánh này đã được công ty Volantium Guild International đưa ra trưng bày năm 2007. Nấm trắng Anba của Ý, 160.406 đô la trên 1,5kg, tương đương 3,53 tỷ đồng. Những cái nấm đắt đỏ này nổi tiếng với vị cay nồng tự nhiên, nó rất khó trồng, vì vậy được coi là thứ gia vị tinh tế, hiếm có cho những món ăn cần vị cay. Một nhà đầu tư Hồng Kông đã từng mua một cây nấm Anba 1,51kg với mức giá hơn 160.000 đô la và đây đã trở thành cây nấm đắt nhất thế giới, cũng như thực phẩm đứng đầu với mức độ xa xỉ. Thịt nhân tạo 332.000 đô la, tương đương 7,3 tỷ đồng. Giáo sư Mark Bos từ Đại học Maastricht ở Hà Lan đã tạo ra một loại thịt phát triển từ tế bào gốc của bò trong thí nghiệm. Đây là một dự án nghiên cứu thực phẩm bền vững với môi trường, được tài trợ bởi Google Sergey Brin.
Tuy vậy, loại thịt đặc biệt này chưa được bán ra trên thị trường. Nếu được bán, giá của nó ước tính khoảng 332.000 đô la. Món bánh hoa quả nạm kim cương trị giá 1,65 triệu đô, tương đương 30,8 tỷ đồng. Được sáng tạo bởi đầu bếp người Nhật Jung Hong Jung. Để làm món ăn này, người ta phải dành 6 tháng để thiết kế và nguyên 1 tháng để thực hiện hóa ý tưởng này. Đây là món tráng miệng đắt nhất trên thế giới, với 223 viên kim cương nhỏ trang trí trên bề mặt. Ngoài kim cương, tất cả những nguyên liệu làm nên chiếc bánh này đều không được tiết lộ. Chiếc bánh hoa quả này được hoàn thành năm 2005 và được trưng bày tại một triển lãm có tên Diamond Nature Miracle tại cửa hàng Takashimaya, Nhật. Kem dâu tây Anau 3,95 triệu đô, tương đương 85 tỷ đồng. Để giải nhiệt mùa hè, còn gì hiệu quả hơn là được lấy một ly trái cây kèm theo những muỗng kem mát lạnh. Strawberry Anau, món tráng miệng với dâu tây hảo hạng, kem vani, nước sốt rượu vàng đỏ, kem tươi và bạc hà được bán tại nhà hàng Anau ở New Orleans, Mỹ sẽ đáp ứng được những nhu cầu ẩm thực khắt khe nhất của những người có vị giác tinh tế nhất với mức giá 3,95 triệu đô la Mỹ, tương đương 85 tỷ đồng. Sở dĩ món ăn này có giá cao ngất ngưỡng không chỉ bởi những quả dâu tây hảo hạng được thẩm ướp cẩn thận và kết hợp với nguyên liệu độc đáo, mà còn vì chúng được trang trí bằng một chiếc nhẫn kim cương hồng 5 carat từng thuộc sở hữu của nhà tài chính người Anh Alice Castle. Các bạn vừa theo dõi video những món ăn đắt đỏ nhất thế giới. Bạn thấy thích về món ăn nào nhất? Hãy cho Khám Phá Thế Giới biết những suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thấy hay, hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đừng quên subscribe để đón xem những video mới nhất từ channel Khám Phá Thế Giới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.